Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàng trăm người dân đã đến khai báo y tế. Một lãnh đạo huyện ủy Long Điền cho biết, liên quan đến 7 trường hợp dương tính COVID-19 tại xã Phước Tỉnh, bắt đầu từ chiều ngày 30 tháng 6, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân địa phương này với số lượng hơn 30.000 người. Từ trẻ em khoảng 1 tuổi đến người già đều được lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài lấy mẫu cho toàn bộ người dân xã Phước Tỉnh để xét nghiệm COVID-19, ngành y tế sẽ lấy mẫu đối với những người ở nơi có những trường hợp F1 sinh sống tại xã Phước Hưng và thị xã Long Hải. Sau đó, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân ở xã Phước Hưng, Tam Phước và thị trấn Long Hải. Ngoài ra, theo Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, bắt đầu từ ngày 30 tháng 6, tất cả các ngư dân trên ghe tàu đánh bắt hải sản xa bờ, cập bến đều phải kiểm tra nhanh COVID-19. Tại một diễn biến khác, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến 10 giờ ngày 30 tháng 6, ngành y tế đã xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ F1, F2. Các địa phương đã chuyển các trường hợp F2 vào khu cách ly tập trung ở Trung đoàn Minh Đạm. Hiện tất cả các mẫu xét nghiệm của hơn 400 nhân khẩu ở tổ 12 và tổ 13 ấp Phước Tân thuộc xã Phước Tỉnh, nơi đang bị phong tỏa do các trường hợp dương tính COVID-19 cư trú đều cho kết quả ban đầu âm tính.